Hôm nay có tăng cường thêm mực nướng nè, quá ngon luôn. Rồi dưới nắng chiều. Dưới nắng chiều thật ghê không? Món ăn nó hấp dẫn, càng cảm giác nó thèm hơn. Nhanh tay nha cô chú, món này hấp dẫn lắm, ngon hết lắm. Xin chào cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay Đức Dương lại trở lại chợ quê An Nhất nằm ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tham quan những món ăn ở chợ quê An Nhất này nhé. Món ăn rất là hấp dẫn, mọi người đến đây rất là sớm, khoảng 4 giờ rưỡi là tập trung rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi dạo một vòng món ăn ở An Nhất này hấp dẫn như thế nào. Xin mời cô chú, các chị, các bạn cùng Đức Dương đi tham quan nơi đây nha. Rào trắng luôn, rất là lịch sự nha. Khu vực ở đây rào trắng rất là đẹp luôn. Chiều thả diều mát mẻ, chiêu chiêu mát mẻ nè. Chúng ta ăn uống. Trời ơi, dưới nắng chiều lại gặp nàng ở đây. Rất là ngon nha, chuối nướng nè, bánh tráng nướng nè. Đẹp quá. Tiếp nha. Làm gì anh? Mấy mẹ con đi đâu hết trơn rồi. Chúng ta sẽ đi sắp ra khu vực. Càng ra ngoài đây món rất là nhiều nè. Món nhiều quá. Trời ơi, check in quá đã chưa.
chợ đồng quê là như vậy. Được sắp xếp rất là bài bản nha, không có rối lên như nhiều nói ha, không có nhốn nháo. Ở đây người ta làm rất là bài bản, có chỗ ăn, có chỗ bán và có chỗ check in nha. Đức Dương quay để cho mọi người biết chợ An Nhất này được là làm có khuôn khổ rất là trật tự, những hàng ăn không được bày bán giống nhau và một số món ăn không được giành giật nhau khách ha. Họ sống rất là vui vẻ, những món ăn rất là ngon này. Dưới nắng chiều rất là đẹp, chôm chôm rất là hấp dẫn, chôm chôm quá luôn, này chôm chôm rất là ngon luôn. Đây là khu vực nước uống rất là hấp dẫn, đây quá đã chưa, đây bắp nướng, một thế giới bắp nướng, tươi ngon luôn. Đây rất là rẻ, hôm nay giá 10.000 hay là 10.000, vẫn còn 10.000 nhé. Nướng mỡ hành 10.000. Quầy số 5 rất là nhiều món, hôm nay có tăng cường thêm mực nướng nè, quá ngon luôn. Rồi dưới nắng chiều nè, càng cảm giác thèm hơn. Nhanh tay nha cô chú, món này hấp dẫn lắm, món này lắm, bán đắt hàng lắm. Đây, chúng ta sẽ đi tiếp. Bữa quay giờ đêm nay quay lại vào buổi sáng sớm á, mình sẽ dễ thấy hơn ánh nắng, có nắng quay bánh ngọt dạ. Răng đã chưa? Rồi bánh ngọt nhà quê. Bánh ngọt nhà quê. Tôm rất là to luôn nè, ngon chưa cô chú? Rồi, chúng ta tiếp nhau. Rồi đây là nem nướng. Đó, nem nướng rất là hấp dẫn đây. Một số nước trái cây. Ở đây có bán hạt sen. Hộp sen hộp. Đây. Đó, hạt sen rất là ngon. Chưa? Rất là ngon ha. Ủa nó bán nguyên chùm vậy hả? Chùm 25. Bóc ra ăn luôn, ngon quá. Rồi, chị 25.000 chùm như vậy luôn. Rồi, đây là khu vực quầy ghế rất là đẹp nè. Quá đã luôn, người xuống ruộng chụp lúa. Còn phía trên đây là chụp hàng ăn. Trời ơi, quán ăn rất là nhiều luôn. Ôi trời, Vũng Tàu gần đây rồi. Rồi đấy, mọi người xuống đây ăn uống rất là nhiều luôn. Chiếc áo bà ba xuống cái đường đẹp chưa, ăn uống quá đã đấy. Ở trên là hàng quán, không có nơi nào có được giống ở đây. Rất là đông. Sáng sớm mọi người đến đây đông hơn. 4 giờ mấy giờ mặt.
là đông. Hướng nào nó cũng đông. Ví dụ cũng đông. Hôm nay có chương trình ca nhạc và ngày mai cũng có chương trình ca nhạc. Cô chú có đến chợ quê An Nhất vào ngày mai, ngày mốt thì có chương trình ca nhạc buổi tối diễn ra chắc khoảng 6 giờ rưỡi 7 giờ tối á. Chương trình mới có ca nhạc nha. Món quà nè, món quà tối qua mới ăn xong. Đây, hôm nay có đầy đủ. Hả? Bà chị này hôm qua kêu không có. Đợi hai cái, làm ta quay đúng là biết ăn, không đang ăn rồi. Hào luôn. Hào tươi sống hả? Rồi, thêm một miếng. Rồi, thịt gà hấp hầm rồi. Cô chú biết sao không? Thời tiết còn đẹp, chưa mưa nên là mọi người tranh thủ vào nhìn từ đây đến trước mùa mưa, chúng ta nên đến đây để thưởng thức nha. Mình tranh thủ đến đây mình thưởng thức những món đặc sản của vùng quê An Nhất này, nằm ở Long Điền. Và mọi người chỉ cần sợ là chợ đồng quê An Nhất là để to có thời rồi. Thôi quá ngon chưa đây. Đủ khách nè, không có bàn để ăn, không có bàn để ngồi, quá đông. Ốc cà nướng nè, ốc thập xả luôn, chén luôn, chả giò luôn. Cái này tôm to lắm nè. Rồi đi tí. Đó rồi. Đã chưa đồng chưa? Mọi người mua vé giữ xe và đậu xe đúng nơi quy định. Giữ xe là phạm vi quy định, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Đường rồi đó. Đây là giữ xe nè. Mọi người luôn xe hơi cẩn thận móc túi, chà trộn vào đám đông. Dưới nắng chiều mà xe hơi dày nè. Trời đất, hơi đông. Xe hơi rất là nhiều như vậy á, nó tạo thành không gian. Rồi chưa? Xin đẹp em luôn. Chân thành cảm ơn các cô chú, các anh chị và các bạn đã xem clip. Thấy hay nhớ đăng ký kênh cho Đức Dương, like share cho mọi người xem nhé.